Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung 100m dành cho nam Mark Bryan Lewis của Singapore, người thi đấu ở đường chạy số 1. Còn đây là đại diện của nước chủ nhà, Pan Sokong, người cũng đã có thành tích tốt nhất ở lượt chạy thứ 3 tại vòng loại diễn ra vào sáng nay. Muhammad Hanafi, một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Khairun Jantan, cái tên thứ hai đại diện cho Malaysia. Còn đây là Ngân Ngọc Nghĩa của Việt Nam, vận động viên thuộc biên chế của Công an Nhân dân. Và đường chạy thứ 7 là Joshua Han Wei Chua của Singapore. Và cuối cùng là đại diện của Thái Lan, Sorawat Dapang. Sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Ngân Ngọc Nghĩa và các chân chạy của Malaysia, cũng như là Sorawat Dapang, đương kim vô địch ở cự ly 200m nam tại SEA Games lần này. Và thi 100m nam bắt đầu. Ngân Ngọc Nghĩa vẫn giữ thói quen xuất phát hơi chậm. Chúng ta cùng chờ đợi màn bứt lên trong giai đoạn nước rút của vận động viên Việt Nam. Nhưng người đang thi đấu tốt nhất là vận động viên ở làn chạy số 1, cũng như là vận động viên của Thái Lan. Dường như tấm huy chương vàng đã thuộc về vận động viên người Singapore. Rất hồi hộp, chưa biết ai mới là người cán đích đầu tiên trong phần thi chung kết 100m nam vừa rồi. Cơ hội có thể thuộc về Sorawat Dapang của Thái Lan, cũng như là Mark Bryan Lewis của Singapore. Chúng ta cùng xem lại bàn thi đấu của các vận động viên ở nội dung 100m nam này. Ngân Ngọc Nghĩa của chúng ta xuất phát đã bị tụt lại so với các đối thủ của mình và sau đó không thể bứt lên. Những người xuất phát tốt nhất là các vận động viên của Malaysia ở các đường chạy số 3 và số 4. Nhưng sau cùng thì hai vận động viên ở hai làn chạy trong và ngoài mới là những người bứt lên. Có vẻ như chân chạy người Thái Lan đã là người cán đích trước tiên. Những vận động viên của Singapore đang thi đấu rất tốt tại kỳ đại hội lần này với các nội dung ở cự ly ngắn. Ở SEA Games năm ngoái diễn ra tại Việt Nam, Sorawat Dapang giành tấm huy chương bạc với thành tích 10 giây 56. Giây 37 là thành tích của Sorawat Dapang. Trong khi đó thì Mark Bryan Lewis cũng chỉ kém đối phương trong tích tắc thôi, 10 giây 39. Ngân Ngọc Nghĩa của chúng ta đứng ở vị trí thứ 5